chụp phim đi. Xong thành công. Thành công nha cả nhà. Rồi mình chào cả nhà nha. Vườn hổm mình có đặt mấy cái bẫy chuột đó, rồi buổi sáng hai anh em mình đi thăm nè. Hy vọng là kiếm chừng thêm 6 con nữa là có lý rồi đó cả nhà. Tại hồi hồi tối đó mình thăm là 7-8 con rồi. Cái này mình thăm thì mình kiếm mớ nè cả nhà ơi. Vườn nè cả nhà, rộng á. Nguyện cái dừa ở ngoài đó đó. Ngay chỗ trong đó là mình gài chổng mấy cái bẫy. Rồi, hai anh em mình tiến hành đi thăm bẫy đi cả nhà ơi. Cái này không dính nè cả nhà ơi. Hai anh em lấy xuống. Cây này dính rồi nè cả nhà. Nữa. Đàng hoàng cái Nam ơi. Ừ. Đây. Một em mini. Để đây nha. Để gì là nó gớt. Để gì nè. Đó. Dính con này cả nhà. Buổi sáng. Quá là đã. Rồi dính không? Ui, này cái này không dính nè. Rồi, móc xuống lấy cái, mình lấy cái cây đó mình bỏ cái chai nước qua cái móc cái mình lấy xuống. Rồi để đi hồi mình cuốn về cuốn dài vô. Để chai nước vô cho nó gọn cái bẫy lại. Em mình là cũng là một tay thiện xạ đi bẫy chuột trên cây dừa đó cả nhà. Cũng ngon lành lắm á. Quanh đó nè ơi. Cái lấy cái này xuống trước đi. Ui, cái này không dính nè cả nhà ơi. Móc cái chai nước để xuống gì đó. Mình để cái mình xong cái mình bỏ cái chai nước vô cái bẫy là nó gọn khô cái bẫy luôn đó cả nhà. Ngồi mình xách vô cũng dễ nữa. Ở đây dính rồi nè cả nhà ơi. Đỡ phá dừa rồi. Quả đã. Lấy xuống từ từ rồi, lấy xuống từ từ rồi coi chừng nữa nó ấy đó. À, ê nó gớt cái bẫy kia đó. Sửa cái bẫy cho ngay lại. Sợ gớt cái bẫy cái phèn nó ấy xuống á cả nhà. Là nó tung ra liền. Bên kia ờ dỡ lên. Không dỡ lên đứt dây. Không có đừng. Dỡ con dây lên nó còn dính con dây đó. Ờ đưa ờ vậy đó. Đi quắn hả? Nó bị quắn cùng dây vô cái móc rồi cả nhà. Con này bự á Nam ơi. Ê lụm nhanh lên em. Lụm nhanh để thôi nó chảy cái sảy á. Lụm cái chai nước luôn. Quá đã rồi. Con này bự á Nam. Nhìn cả nhà vừa chà bá luôn nè. Rồi để đi. Rồi mình cuốn nha. Chà bá luôn. Còn dài lắm đấy. Cái bẫy này không dính nè. Mình đem xuống nè. Con chuột dính nằm đó kìa. Đại đây chút ngang chút lấy vô. Cái này cũng không dính luôn rồi cả nhà. Mấy ngày này to hồi tối bữa không dính chân nè. Ê cái trên kia dính đi kìa Nam ơi. Kia dính rồi nè. Cái kia dính đi cả nhà ơi. Cũng được nha. Rồi. Đó mình móc xuống vậy đó cả nhà. Dễ lắm. Cái kia dính đi kìa Nam đó. Có hàng. Nè dính đây nè cả nhà.
đó, chỗ chai nước đó. Nhìn từ từ nha, lấy xuống từ từ để nó nó chịch cái lò xo bên kia, mép bên kia, lấy bên kia. Rồi, lấy chị cho với tay nè. Có hả? Rồi để đi. Đó, để xuống đàng hoàng. Ừ, qua đã cả nhà. Dạ, anh em mình đi tiếp nữa. Hy vọng là kiếm. Hồi nãy nhà mấy con hả Nam? Như ba con ha. Như ba con rồi đó cả nhà. Ô, dính rồi kìa. Bên kia dính nè cả nhà. Bên chạy nước bên kia dính nè. Cái này không dính. Cái này anh em mình cuốn. Bỏ chai nước vô. Rồi mình mà bỏ cái chai móc vô cái mình mang về cái dễ. Dính đi cả nhà. Đó, dính đi kìa, cho chai nước đây nè. Đó. Mini. Mini đâu bự á. Đồ quá. Nó cưng cưng làm gì đó nó tung ra được. Nó gió bẫy đứng lên á. Cái phen nó ý ra. Hay mình làm nhanh lắm bởi vì nó rớt xuống từ từ thôi, nó không rớt. Rồi, quá đã. Bự quá chứ không phải nhỏ đâu. Nó tung ra nó ấy chạy cái mỏ vô kìa. Nó chạy cái mỏ vô nè cả nhà. Trời ơi, cưng à. Ê, còn dài ở ngoài như hai, còn ba cái nữa. Ba cái trong kia 4-5 cái nữa. Tung hả? Tung hả cái? Tung hả? Nữa. Rồi được rồi. Tiếp đi. Hay mình đi tiếp thôi. Vô ngay vậy. Ừ, anh bên đây hai cái nè, cho đó một cái nó không bị dính không? Không. Đây một cái nè. Không dính nè. Cái này không dính nè cả nhà. Cái này chất bớt rồi. Cũng thiếu thì quay vô. Đây một cái nè cả nhà. Ồ, dính luôn rồi. Dính nè cả nhà. Khoan Nam, từ từ Nam. Từ từ lấy xuống nha Nam ơi. Quá đã cả nhà ơi. Nè cả nhà. Hơi dính đây nè. Nè, lấy xuống. Con này bự á nha Nam ơi. Hết con này rồi, hết rồi. Hả? Hết rồi, hết rồi. Dạ. Đi vòng với lại vòng còn 4 cái trong kia nữa. Đã cả nhà. Ôi, quá đã ơi. Dính này nè, chai nước mình lòng thòng. Lắc rung, ngon lành. Còn trong kia thêm 4-5 cái nữa nha. Ủa, một cái hy vọng là dính cỡ chừng 2 con đó đi. Út. Kêu quá kêu rồi cả nhà ơi. Ẹt. Đàng hoàng đây nó mồi. Cho cái bẫy nó đứng xuống đi. Để không thôi nó rớt cái phèn ra lại là đi bụi luôn á. Dính quá đã rồi cả nhà. Vô. Có hàng. Kiếm thêm mớ nữa là ngon lành cành đào. Có hai con đó là ngon rồi đó cả nhà. Nè, con nữa nè, ngon á. Quá đã. Vô. Mình nãy mình cuốn xong cái giờ mình gom bẫy từ từ vô. Hay được 4 con nữa nè cả nhà. Đằng kia nãy 1 con nữa gì. Chai nước để anh cầm cho. Chuột rồi có 4 con mà.
chạy nước ấy thì nó nặng hơn chuột chứ lắm nghe cả nhà. Này nãy bốn con không nè, bốn con đằng kia con nữa, đằng kia con là năm con đó cả nhà. Trời ơi đạt rồi, ấy ở nhà mình thêm 7-8 con nữa. Cái video này mình chia làm hai luôn cả nhà ơi, tại vì cái kia mình dài quá mình chia làm hai luôn. Mà đó còn nữa, con mini con đầu tiên nè, nãy vô là con đầu tiên này cả nhà. Quá wow, đã. Rồi mình để đi, còn bên kia bốn cái nữa. Hai anh em mình sẽ đi qua cái mương này cả nhà. Bốn cái này không dính nữa cả nhà. Đây nè. Đây của mình nè. Tại ở đây mới sửa dừa nè cả nhà. Màng cỏ láng lứt hết trơn. Mới sửa dừa hết trơn bởi vì không dính. Bốn cái không dính cái nào. Tại mới bẻ dừa rồi sửa dừa chỗ này, khu chỗ này mới bẻ dừa nè. Rồi sửa mấy cái dừa lại chuột nó chạy hết. Anh em mình cuốn vô thôi. Còn trong nhà ba cái nữa. Anh em mình vô mình thăm cái này nữa nè. Dính nè. Dính cả nhà. Quá, muốn gớt lòng luôn phải không? Cái đó cái từ từ coi thì gớt nha. Dính đây cả nhà. Kia ê, ê. Làm mổ luôn. Quá. Muốn gớt cái lòng luôn cả nhà. Giỡn nữa, rồi rồi, ê, coi chừng đụng tung ra một cái là tới công chuyện luôn á. Chụp cái phen đi, chụp cái phen đi. Xong thành công. Thành công nha cả nhà. Bên kia một cái nữa kìa. Cái này không dính nè cả nhà. Anh em mình rồi, anh em mình cũng xong rồi đó. Thăm xong xuôi. Hay được mấy con? 5-6 con. 5-6 con đó cả nhà. Anh em mình vô. Quay được cái thành quả của mình cái. Một chén mít chà bá này. Anh em mình cũng ấy đúng hồi mình quay cái thành quả cả nhà. Hai anh em mình buổi sáng đi thăm được 6 con nữa cả nhà. Còn cái cũ của mình nè. Cũ mình 8 con, nãy mình đếm 8 con. Giờ thành quả buổi sáng bao nhiêu quá đã. Giờ anh em mình đang bỏ chuột vô. Cái này nhỏ bởi mình khó bỏ vô. Được không? Đừng. Đang bỏ vô cả nhà. Chú vô. Rồi, một em. Quá. Quá xuất sắc. Cái này nó khó bỏ vô bởi vì nó chưa có lỗ bự đó nè. Bỏ này vô hơi khó. À, cưng để xéo gì đó không? Cưng để xéo cái lòng nãy giống như vậy. Ừ. Nó dễ nhẹ thôi, banh cái tay cầm. Để xéo luôn. Mình thì bỏ dễ thằng em mình hơi lòng cộng cái này. Vô. À, à. Nhóc cái chân. Được không? Con này con nhỏ chứ nó dễ chui vô á. Thổi.
vô. Cái này sáu con là 1 ký. Mình được rồi, mình cái cũ là cứ thêm cỡ 8 con nữa là cỡ 2 ký ngoài đó cả nhà. Vô. Con nào nấy chà bá con luôn á cả nhà. Vô. Còn cuối cùng cả nhà nhóc hết trơn, nó cắn lộn. Vô. Xong rồi, hai anh em mình cũng bỏ chuột vô xong rồi cả nhà. Rồi mấy số 7 này mình đem vô, mấy số 7 không dính nè, cái này dính hết trơn nè. Rồi mình cũng xong cái buổi đi thăm chuột của mình, quá nhóc hết trơn cả nhà. Rồi mình xin kết thúc clip tới đây luôn cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà nha.